Loạt khoảnh khắc Dương Dương toàn nhìn lén Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, chính vì vậy fan ship cả hai vô cùng nhiệt tình. Ngay từ khi có thông báo Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng chính trong tác phẩm Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, người hâm mộ đã suýt xoa và chờ đợi cặp đôi màn ảnh sở hữu visual khủng nhất showbiz. Chính vì vậy, fan của cả hai đã tích cực ship mọi mặt trận. Hashtag mang tên couple Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba gây bão Weibo khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Fan đẩy thuyền của cặp đôi gây xôn xao khi thu thập rất nhiều khoảnh khắc tình bể bình của cả hai. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từng tham dự chung một sự kiện tại Thái Lan, hai cực phẩm nhan sắc của showbiz gây bão Weibo với những khung hình xuất sắc. Nhiệt Ba và Dương Dương tại sự kiện năm 2019, hai cực phẩm nhan sắc của showbiz khiến dân tình suýt xoa. Góc nghiêng đỉnh cao của hai ngôi sao hot nhất nhì showbiz sử chung, Dương Dương từng đánh mắt nhìn lén Địch Lệ Nhiệt Ba, không chỉ một lần mà những tận hai lần. Khoảnh khắc tương tác hiếm hoi của cả hai tại sự kiện, Dương Dương tỏ ra khá thoải mái trong khi Nhiệt Ba còn khá e dè. Tuy nhiên, một khoảnh khắc khiến dân tình hú hét đòi đẩy thuyền cực mạnh, đó là khi cả hai nghệ sĩ tham gia một sự kiện cách đây một năm và ngồi chung một ghế. Vì thời tiết khá lạnh nên Nhiệt Ba co ro trong lớp áo choàng, vẻ đáng yêu và nhan sắc xinh đẹp của cô nàng khiến cho Dương Dương giống như giả bộ ho để nhìn lén Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện tại, cặp đôi này đang nhận được sự chú ý lớn từ phía công chúng. Dương Dương mới vừa nghi vấn quen lại với Lý Thẩm, tuy nhiên phía nhà gái đang tích cực phủ nhận tin đồn này. Nếu như Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba nên duyên, cả hai chắc chắn là một đôi gây bão showbiz bởi tầm ảnh hưởng và hình ảnh của hai người. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.